chương 641, quả nhiên a à áo bông nhỏ cũng là lọt gió. Tần cá con cười hì hì nói, Dương Hiểu Tuệ liếc mắt, không có quá để y tới. Tiếp đó đi tới, ngồi ở phòng khách trên ghế salon, tiếp lấy liền đem trên tay hồng bao đều cho Trần Khải, có hai cái hồng bao, cũng là thật dày. Sau đó nói, Tiểu Trần, chúc mừng năm mới. Hai cái này hồng bao đều là cho ngươi. Hai cái hồng bao. Trần Khải sửng sốt, tiếp đó tần cá con nói, mụ mụ, vậy ta hồng bao đâu? Ngươi sẽ không đem ta hồng bao cũng cùng nhau cho lão Trần đi." Dương Hiểu Tuệ gật đầu một cái, tiếp đó trả lời, đối với nữ nhi của ta thật thông minh. "A à không phải chứ?" Tần Cá Con trực tiếp ngây ngẩn cả người, tiếp đó lập mã nói, "Mụ mụ, coi như ngươi đặc biệt đau lão Trần, cũng không thể đem ta hồng bao cùng nhau cho hắn nha, tốt xấu cũng cho ta một cái a, à, năm hết Tết đến rồi, hơn nửa ngươi thời gian dài như vậy không thấy ta, chẳng lẽ không nghĩ tới ta. Như thế nào cũng phải cho ta một cái nha." nhìn thấy nữ nhi của mình bây giờ cái bộ dáng này dương hiểu tuệ buồn cười đùa với ngươi vừa mới cái kia hai cái hồng bao một cái là ta một cái là cha ngươi đều là cho tiểu trần đến nỗi bao lì xì của ngươi tại phòng ngươi dưới cái gối để đâu chính mình đi lấy a thật hay giả tần cá con lập mã đem trà giải rượu thả xuống tiếp đó cho dương hiểu tuệ mụ mụ vậy ngươi cho ta ba ba cùng thúc thúc ngâm một chút rượu mới quầy trà ta đi lấy hồng bao lão trần ngươi bồi ta cùng nhau đi lấy tần cá con lôi kéo trần khải tiếp đó trở về phòng tại chính mình dưới cái gối quả nhiên thấy được hai cái hồng bao còn tưởng rằng là lừa phỉnh ta đâu không nghĩ tới thật đúng là tại dưới cái gối để tần cá con hài lòng nở nụ cười trần khải bất đắc dĩ cười tiếp đó vuốt vuốt cá con đầu nói đây là đương nhiên ngươi là thân nữ nhi làm sao có thể không cho ngươi hồng bao hi 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 ta cảm thấy cũng là tần cá con cười hì hì nói tiếp đó gật đầu một cái cuối cùng liền đem hai cái hồng bao đều cho trần khải sau đó nói lão trần ta hai cái này hồng bao cũng giao cho ngươi bảo tồn a, à, ta năm mới trên quần áo không có cái gì túi, ngươi giúp ta chứ. Hảo, vậy ngươi phải dùng thời điểm nói với ta, đến lúc đó ta cho ngươi thêm. Trần Khải hồi đáp. Một khối từ gian phòng đi ra ngoài, gặp tầng cá con vẫn là tay không đi ra ngoài, ngồi ở phòng khách trên ghế sofa Dương Hiểu Tuệ hoang mang hỏi, thế nào, chẳng lẽ không tìm được. Không đúng, ta nhớ được 30 Tết vào cái ngày đó buổi tối, ta với ngươi cha liền đã đem hồng bao phóng tới ngươi dưới cái gối. Lúc đó suy nghĩ, Mặc dù hài tử không có ở bên cạnh, bất quá nên cho hồng bao hay là muốn sớm cho, cho nên lúc đó liền bỏ vào dưới cái gối. Sẽ không có tiền được, có phải hay không bị cha ngươi trộn giấu rồi. Tần Cá con lắc đầu, tiếp đó trả lời nói, dĩ nhiên không phải rồi, vừa mới tại dưới cái gối tìm được hồng bao, chỉ có điều ta về sau giao cho lão Trần bảo quản. Đúng không lão Trần? Trần Khải gật đầu một cái, tiếp đó từ trong túi tiền lấy ra bốn cái hồng bao cho Tần Cá con mụ mụ nhìn một chút. Kết quả Dương Hiểu Tuệ không nói hai lời liền liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nói lấy, tần cá con, ngươi thật đúng là một cái không có lương tâm, vừa đưa cho ngươi hồng bao, lập tức liền giao cho nhân gia tiểu trần bảo quản. Đây nếu là hồi nhỏ, ta muốn giúp ngươi bảo quản, ngươi nói cái gì đều không cho. Hiện tại lại đảo ngược, nhân gia tiểu trần còn chưa nói cái gì, ngươi liền dương mắt để người ta đem ngươi bảo quản. Dương Hiểu Tuệ dở khóc dở cười nói, chẳng thể trách người nói, cái này áo bông nhỏ cũng là lọc gió. Tấu chương xong. Chương 642, Năm mới kết thúc nên đón tốt nhất 2017 học kỳ mới. Ta hôm nay xem như lĩnh giáo đến, cái gì gọi là lọc gió áo bông nhỏ." Dương Hiểu Tuệ vô nại nói. "Hi hi hi nào có rồi." Tần Cá con cười đùa tí tưởng nói, không thừa nhận, thừa nhận không được một điểm. Một lát sau, rót hai chén trà giải rượu, cho Trần Hải cùng Tần Cá con bọn hắn ba ba, cũng chính là Trần Hải đồng chí, còn có lão Tần đồng chí. Cách một lúc sau, chậm rãi tỉnh rượu, không có vừa rồi như vậy chóng mặt ngồi ở phòng khách trên ghế salon nhắc tới thiên đại nhân bọn họ nói chuyện tần cá con ngồi ở bên cạnh lôi kéo trần khải nói lão trần chúng ta chơi một hồi trò chơi a à, bồi ta trần khải bất đắc dĩ nở nụ cười hảo tiếp đó bồi tần cá con ở bên cạnh chơi đùa đến lúc buổi tối người một nhà cùng nhau ăn cơm vốn là trần khải cha mẹ hắn nghỉ sáng sớm hôm sau trở về bất quá tần cá con cha mẹ nói cái gì cũng không đồng ý không phải để bọn hắn ở thêm mấy ngày mới là hơn nữa còn nói sớm như vậy trở về làm gì gần sang năm mới, ngược lại cũng không có gì chuyện, nhiều tại chúng ta phụng thiên đợi mấy ngày, hai ngày nữa còn dự định mang hai đứa bé đi ra ngoài chơi, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ A. Dương Hiểu Tuệ mặc dù bình thường thường xuyên chữa bậy nữ nhi của mình là lọc gió áo bông nhỏ, bất quá, đối với Trần Hải cùng Ly Xuân Mai này đối thân gia, vẫn là tương đối hài lòng. Bởi vì có thể nhìn ra được, hai người bọn họ đối với các con thật sự rất tốt, tự nhiên, Dương Hiểu Tuệ đối bọn hắn ấn tượng cũng rất tốt. Huống chi, tầng cá con cha mẹ còn không là bình thường ưa thích Trần Khải, đối với hắn ấn tượng vậy càng không cần nói. Tần cá con ở bên cạnh hung hăng nói, đúng nha A Di, ngươi đáp ứng A, tại chúng ta phụng thiên ở thêm mấy ngày, ta ba ba mụ mụ nhiệt tình như vậy, coi như không xem ở trên mặt của hắn, cái kia cũng muốn nhìn tại trên mặt của ta nha. Thật tốt, tất nhiên chúng ta cá con đều lên tiếng, cái kia A Di ngay tại phụng thiên nhiều chơi mấy ngày. Ngược lại khoảng cách các ngươi khai giảng cũng không mấy ngày thời gian, đến lúc đó, ta với ngươi thúc thúc, còn muốn giúp các ngươi thu thập một chút hành ly, Đến lúc đó trực tiếp tiễn đưa các ngươi hồi ma đều. Tốt lắm, tốt lắm. Tần Cá con gật đầu một cái. Tiếp đó một bên Dương Hiểu Tuệ liền nói, "Xuân Mai tỷ, đến lúc đó ta cùng đi với ngươi a, à, được a." À. Ly Xuân Mai lập mã đáp ứng xuống, tiếp đó lại nhìn một chút bên cạnh Trần Hải, nói với hắn, "Lão công, đến lúc đó ngươi cũng không cần đi, ta cùng cá con mụ mụ cùng nhau đi là được rồi, ngươi cũng không cần quan tâm." Trần Hải biểu lộ lập mã liền ngây ngẩn cả người, lập mã liền nói, "Lão bà, ngươi cái này trở mặt tốc độ vẫn rất nhanh a." À vừa mới không còn nói đến lúc đó để ta cùng đi với ngươi như thế nào nhanh như vậy liền trở nên quẻ phải không để ta đi ta còn không đi đâu đến lúc đó hai người chúng ta ở nhà uống rượu để các nàng nữ nhân đi tiễn đưa hài tử a trần hải đồng chí lập mã mở miệng tiếp đó đối với tần chí đông nói hai anh em này thật đúng là có loại hận gặp nhau trễ cảm giác chủ yếu cũng là bởi vì cũng là tử quỷ thân trên được rồi ta thấy được lão tần đồng chí cũng gật đầu một cái ăn tết mấy ngày đi qua rất nhanh đảo mắt liền tới Trần Khải cùng Tần Cá con đại học bọn họ tự trường cùng ngày. Dương Hiểu Tuệ cùng Ly Xuân Mai giúp bọn hắn thu thập xong hành ly, chuẩn bị cùng nhau đi ma đều, cho bọn hắn đổi một chút giường chiếu cái gì. Ngoại trừ tại ma đều biệt thự giường chiếu bên ngoài, còn muốn đổi một chút phòng ngủ giường chiếu. Bởi vì mặc dù hai người bọn họ không thường thường tại ký túc xá ở. Bất quá cân nhắc đến, ngẫu nhiên tỉ như đột nhiên trời mưa, giống những thứ này tình trạng đột phát cần ở trường học ở một đêm tình huống, cho nên cũng cần trở về ký túc xá đổi một chút ga giường cái gì, tấu chương xong. Chương 643, mụ mụ ngươi giúp ta cùng lão Trần chụp hai tấm ảnh chụp A. Đến Phụng Thiên sân bay quốc tế về sau, Trần Khải cùng tần cá con còn có Ly Xuân Mai Dương Hiểu Tuệ bốn người bọn họ đã đem hành ly đều đóng gói tốt, chuẩn bị đợi chút nữa liền muốn lên máy bay. Lúc này, Dương Hiểu Tuệ mở miệng nói, đi, chúng ta đợi chút nữa liền muốn lên máy bay, các ngươi cũng trở về đi, nhớ kỹ, không cho phép thừa dịp lúc ta không có ở đây uống rượu nhiều như vậy, nghe được không, nói ngươi đó lão tần, ngươi xem ai đâu ngươi. Tần chí đông lập mã vỗ ngực một cái, tiếp đó cam đoan, ai nha yên tâm đi lão bà, ta chắc chắn sẽ không uống nhiều rượu, yên tâm yên tâm, ta là cái loại người này sao? chắc, ngươi quá đúng rồi. Dương Hiểu Tuệ nói thẳng, cốt xấu ngay trước tiểu trần mặt, chừa cho ta chút mặt mũi a, lão tần đồng chí có chút buồn bực nói. Tần cá con tiến lên mấy bước, tiếp đó mở miệng nói ra, ba ba, ngươi không thể mang thúc thúc uống rượu nhiều như vậy, nếu không, không chỉ mụ mụ sinh khí, ta cũng sẽ tức giận lão tần đồng chí còn cảm động vài giây đồng hồ, vốn là muốn nói, phải không? Xem ra nữ nhi của ta là thực sự quan tâm ta à, đi, ba ba đáp ứng ngươi, tuyệt đối sẽ không uống nhiều rượu, yên tâm yên tâm. Ách, ba ba kỳ thực ta là muốn nói, ngươi uống rượu mà nói cũng không có gì, bất quá, ngươi đừng mang lão trần ba ba uống rượu nhiều như vậy. Dương Hiểu Tuệ Cương vừa có chút khát nước, lấy ra chén nước uống một hớp nước, kết quả nghe được nữ nhi vừa mới nói lời nói kia, không tử tế cười phun ra, thiếu chút nữa thì bị sặc lão tần đồng chí cũng là trong nháy mắt mộng bức a à. khá lắm hại ta không công cảm động một hồi trần hải đồng chí ở bên cạnh miệng đều nhanh cười sai lệch chỉ có trần khải có chút thông cảm lão tần đồng chí hắn vỗ vỗ ba mình bả vai cũng nói cha ngươi cùng tần thúc thúc ít uống rượu một chút đều uống ít một chút hảo yên tâm các ngươi nhanh đăng ký a à, đừng một hồi đến muộn trần hải lập mã nói đi vậy chúng ta liền đăng ký đi đi thôi trần khải bọn hắn quay người rời đi về sau trần hải đồng chí một giây sau liền có chút không đứng đắn kém chút cười nở hoa tiếp đó vỗ lão tần đồng chí bả vai nói ta nói lão tần a cá con thực sự là biết chuyện quá hiểu chuyện cố y đúng không lão tần đồng chí lập mã liền nói chờ một lúc vậy ta như thế nào đâm ngươi trần khải bọn hắn tiến vào sân bay đăng ký về sau lên máy bay khoảng cách cất cánh còn có chút thời gian thừa dịp lúc này có tín hiệu tần cá con nhìn một chút điện thoại bội bội cùng lệ lệ đều ở trong bầy phát tin tức nói mình đã đến trường học còn tại trong đám ê tô rồi một lần tầng cá con cá con người mấy điểm tới trường học a chúng ta đã đến trong phòng ngủ chỉ chúng ta hai cái thật nhàm chán a người mấy điểm đến chúng ta đi phi trường đón ngươi đi tầng cá con vỗ xuống ảnh trực tiếp đó phát ở trong đám tiếp lấy liền nói ta ở trên máy bay còn có nửa giờ cất cánh dáng vẻ đoán chừng có thế đuổi tại giữa trưa đến bộ dáng liền ngươi trần khải có ở bên cạnh ngươi không đương nhiên ở tầng cá con lập mã trả lời thư tiếp đó nhìn một chút bên cạnh trần khải Trần Khải vốn là nghĩ hiếp mắt một hồi, trông thấy tần cá con như thế nhìn mình chằm chằm, thế là hắn hoang mang hỏi, thế nào, nhìn ta như vậy làm gì? Hì hì, lão Trần, có thể hay không chụp tấm ảnh phía nha, tự chụp hình thức, A à, tính toán, vẫn là để mụ mụ giúp chúng ta hai cái chụp A. À. Nói một chút, tần cá con thì đưa điện thoại cho mẹ mình Dương Hiểu Tuệ, mụ mụ, giúp ta cùng lão Trần chụp hai tấm ảnh chụp A, à, chụp đẹp mắt một điểm. Ta nghĩ phát đến trong đám, cho bội bội cùng lệ lệ nhìn một chút, chỉ ta đại học một cái phòng ngủ, ngươi gặp qua tấu chương xong. Chương 644, có thể ta không phải là người nhưng các ngươi thật sự cẩu. Nghe được tần cá con vừa mới nói lời nói này, Dương Hiểu Tuệ lập mã điểm cho hắn, sau đó nói. Đi không có vấn đề, không liền giúp hai người các ngươi chụp tấm ảnh phiến sao. Chuyện nhỏ mà thôi. Tiếp đó hung hăng nói, thật không phải là cùng ngươi khoác lác, mụ mụ năm đó ở đại học chúng ta hệ thời điểm, chụp ảnh phương diện đó thật đúng là không tệ, có lãnh đạo tới trường học của chúng ta thì sát thời điểm, cũng đều là để ta đi chụp ảnh. Đánh ra hiệu quả, chắc chắn không tầm thường, chờ coi tốt. Thật hay giả? Phía trước như thế nào không có nghe mụ mụ ngươi đã nói, ta có chút không tin. Tần cá con bán tính bán nghi. Chờ chụp đi ra ảnh chụp sau đó, nhìn một chút, giống như chụp đích xác thực không tệ, có chút đông tây a. Tần cá con lập mã liền nói, mụ mụ, không nhìn ra ngươi vẫn là chân nhân bất lộ tướng a, có một bộ. Ta nói ta chụp ảnh kỹ thuật vì cái gì như thế hảo, xem ra phương diện này, có mụ mụ gen của ngươi, hi hi hi. Tần cá con cười hì hì nói chờ vừa mới dứt lời, Dương Hiểu Tuệ lập mã liền nói, đó là đương nhiên, còn phải nói gì nữa sao? Không kế thừa gian của ta, nếu là toàn bộ kế thừa cha ngươi ghen, cha ngươi cái kia chụp ảnh kỹ thuật, đánh ra ảnh chụp có thế tức cơ hờ, tết người. Phương diện này muốn thật giống hắn, vậy coi như xong. Dương Hiểu Tuệ cương nói lời này, lão tần đồng chí lái xe trên đường trở về, đột nhiên hắt xì hơi một cái, nghĩ thầm, chính mình bị cảm. Vẫn là có người đang nói mình nói xấu. Quay xong ảnh chụp sau đó, tần cá con cười hì hì nói, lão Trần, Mau giúp ta nhìn một chút, cái này vài tấm hình cái nào đẹp hơn a? À, chọn hai tấm a, ta phát đến trong đám, cho bội bội cùng lệ lệ nhìn một chút. Cái này hai tấm a. Trần Khải giúp đỡ chớp chớp, Tần Cá con sau đó nói, hi hi hi, lão Trần, ngươi quả nhiên cùng ta là giống nhau thẩm mỹ, ta cũng cảm thấy cái này hai tấm dễ nhìn. Hoặc có lẽ là ngươi theo ta tại một khối sau đó trở nên càng ngày càng có ánh mắt, hi hi hi. Tần Cá con nói. Trần Khải bất đắc dĩ nở nụ cười, sau đó nói, Tần Cá con. Tóm lại nói hết lời, đều là ngươi tốt nhất là a. À. Đó là đương nhiên, ta vốn là rất tốt nha, chẳng lẽ ngươi không cho rằng như vậy. Ta không tin. Trần Khải cũng là rất cưng chiều nói, vân vân vân, ngươi tốt nhất rồi, nhà chúng ta cá con tốt nhất rồi. Ha ha, dạng này mới đúng rồi đi. Tần cá con hi hi ha ha, tiếp lấy, liền đem vừa mới chọn xong hai tấm ảnh chụp phát ở trong đám, cho Lệ Lệ cùng Bội Bội nhìn một chút. Hơn nữa phát một đầu giọng nói tin tức, Bội Bội Lệ Lệ, chúng ta ngồi chung một chỗ đâu chúng ta còn tại trên máy bay, giống như lập tức liền muốn cất cánh, đợi chút nữa không thể nói với các ngươi, muốn mở chế độ máy bay. Chờ xem, các ngươi không cần tới sân bay đón ta, mẹ ta, còn có lão Trần hắn mụ mụ đều cùng chúng ta cùng một chỗ tới, dự định đi trước cùng lão Trần tại ma đều nhà bên trong đi một vòng, thay đổi chăn mình cái gì. Chờ về trường học thời điểm, nhắc lại phía trước nói với các ngươi một chút, ta tại ký túc xá chờ lấy liền tốt, chúng ta phòng ngủ gặp A. Tần cá con sau khi nói xong, ở sa ma đều đại học phòng ngủ nữ sinh bên trong lệ lệ cùng bội bội nhìn thấy phát tới vài tấm hình trong nháy mắt liền có chút phá phòng ngự nhất là bội bội qua hết năm sau khi trở về vẫn còn độc thân cẩu một đầu nhìn thấy tấm hình này không hiểu có chút chịu không được cảm giác rất đâm tâm cá con cuối năm vừa tới trường học không mang theo dạng này diễn ân ái ngươi trong ngươi xem hình này chụp là cho người ta nhìn sao quả thực là cho cậu nhìn đó a à? có thế ta không phải là người nhưng các ngươi hai cái thật sự cậu a, à, tấu chương xong. Chương 645, chờ một lúc ta có thể còn có chút sự tình muốn đi vội vàng. Tần Cá con không thừa nhận, hơn nữa còn cười hì hì nói, nào có a, à, ta nhưng không có, vừa mới là hai người các ngươi hỏi ta cùng lão Trần có phải hay không tại một khối, ta đây không phải cho các ngươi phát một chút ảnh chụp chứng minh một chút không. Còn trách ta đi. Rõ ràng là các ngươi hỏi thật hay a. À. Chu Lệ Lệ cùng Bội Bội hai người cũng là dở khóc dở cười, tiếp đó ở trong bầy nói, là đúng là chúng ta hỏi nhưng mà ngươi đánh chữ liền tốt không cần thiết phát ảnh chụp a à, cái này cuối năm vừa trở về con mắt đều muốn bị lóe mù cá con ngươi thật sự tan lương tâm ha 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 tốt không nói với các ngươi ta muốn mở chế độ máy bay chúng ta ma đều gặp a à. đi vậy chúng ta tại kia túc xá chờ ngươi nói chuyện phím xong thiên về sau tại trong phòng ngủ chu lệ lệ cùng bội bội cũng là cùng liếc mắt nhìn nhau một cái đặc biệt là chu lệ lệ cái này các con a à, đều qua tết lớn một tuổi vẫn là giống như trước kia một chút cũng không thay đổi, cả ngày lẫn đêm phóng chớp lóe cho chúng ta nhìn. Cũng không phải sao, lệ lệ ngươi ngược lại là còn tốt, làm sao nói ngươi bây giờ cũng là có đối tượng, không giống ta, độc thân cẩu một cái, ta có thể thảm, bị các ngươi hai mặt giáp công. Không được, ta cũng muốn yêu đương, ta cũng phải tìm người bạn trai, ta cũng không muốn học kỳ mới khai giảng về sau, còn bị hai người các ngươi nhiều lần diễn ân ái. Vậy ta đây 4 năm đại học cũng quá thật đáng buồn đi bội bội nói. Mở chế độ máy bay về sau, trần khải cùng tầng cá con ở trên máy bay ngồi dọc theo đường đi nghe thấy đến tầng cá con miệng nhỏ tại cái kia bá bá mấy giờ về sau máy bay hạ cánh đến ma đều phổ đông sân bay tiếp đó liền trực tiếp đánh chiếc xe hướng về trần khải cùng tầng cá con nhà bọn hắn phương hướng biệt thự đi đến về sau đem những thứ này hành ly cái gì đều thu thập rồi một lần ly xuân mai chủ động mở miệng tiếp đó đối với dương hiểu tuệ nói khoan hãy nói hai đứa bé này thẩm mỹ vẫn có một bộ bộ phòng này hoàn cảnh trang trí cái gì đều rất tốt cũng không phải thế nào. Đợi một chút, ta nhận cú điện thoại. Dương Hiểu Tuệ đang nói chuyện, điện thoại liền vang lên, tiếp đó ra ngoài nhận một cái điện thoại. Tần cá con ở bên cạnh nói, không có việc gì, mẹ ta cuối cùng dạng này, mỗi lần cùng người nói mấy câu, vừa muốn đi ra nhận cú điện thoại, chuyện của công ty quá nhiều cha ta cũng giống vậy. Một lát sau về sau, Dương Hiểu Tuệ mở miệng nói, cá con, chờ một lúc để tiểu trần mụ mụ A Di ngươi cùng các ngươi đi phòng ngủ, giúp ngươi sửa sang một chút phòng ngủ giường chiếu A, ta thì không đi được, vừa mới cha ngươi gọi điện thoại cho ta nói chúng ta tại ma đều nhà kia rạp chiếu phim gần nhất liền muốn gây dựng tới đều tới rồi ta phải đi qua nhìn một chút hảo mụ mụ ngươi đi 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 cái kia xuân mai tỷ vậy ta trước hết đi chờ một lúc ngươi cùng tiểu trần còn có cá con đi đến trường thời điểm giúp cá con sửa sang một chút giường chiếu mặc dù bọn hắn ở bên ngoài ở bất quá vạn nhất ngày nào không tiện cần tại phòng ngủ qua đêm chuẩn bị bất cứ tình huống nào a à, thu thập một chút đi yên tâm đi chút chuyện nhỏ này không cần lo lắng Ly Xuân Mai hồi đáp. Hảo vậy ta trước hết đi. Trước khi đi, còn đặc biệt dặn dò một chút Ly Xuân Mai, tỷ, vậy chúng ta 3 giờ chiều, chờ ta giúp xong sau đó chạm mặt A, chúng ta một khối trở về. Đi. Dương Hiểu Tuệ đi ra ngoài, đánh chiếc xe, liền trực tiếp đi lão tầng đồng chí xây nhà kia rạp chiếu phim. Bây giờ năm sau, rạp chiếu phim đã cơ bản làm xong còn kém sau cùng kết thúc công việc việc làm, cho nên cần đi qua nhìn một chút. Không có việc gì mà nói, qua một thời gian ngắn liền khai trương. Tần cá con lúc này nói, tấu chương xong. Chương 646, mặc kệ người khác tin hay không ngược lại ta là không tin. Tần cá con lúc này mở miệng, sau đó nói, lão Trần, A à Di, vậy chúng ta đi đến trường A. Đi. Trần Khải gật đầu một cái, hắn trực tiếp đem dừng ở sân lái xe bên trên. Tần cá con ngồi ở vị trí kế bên tài xế, lão mụ ngồi ở phía sau, tiếp đó hướng về ma đều đại học phương hướng đi. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế tần cá con, lái xe ở trên đường thời điểm, cầm điện thoại vỗ một cái phía bên ngoài cửa sổ phong cảnh. Tiếp đó phát ở trong đám, tiếp lấy liền nói, bội bội lệ lệ, chúng ta đã xuống phi cơ, đang muốn đi trường học, chúng ta chờ gặp mặt. Giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Hảo. Bội bội tại ký túc xá, ngồi ở cái giường bên trên, trở về một chút tin tức. Tiếp đó đợi một hai phút dáng vẻ, lệ lệ mới về đến ký túc xá, vừa mới cùng Trần Tử Trác đi thao trường dạo bộ một hồi, bây giờ mới trở về. Mới vừa vào cửa bội bội liền âm dương quái khí nói, ôi ôi ôi, cam lòng trở về. Nhìn ngươi nói. Chu lệ lệ lập mã nói một câu, bội bội, ngươi chớ ăn không đến nho nói nho chua, cách thật xa liền ngửi được trong miệng ngươi vị chua. Bớt đi. Chu lệ lệ nói tiếp đi, đúng, vừa mới ta thượng lâu thời điểm, nhìn xuống trong đám tin tức, cá con nói đợi chút nữa liền đến, ngươi thấy tin tức không có. Nhìn thấy, ngươi cũng nhìn thấy, ta làm sao có thể không nhìn thấy. Đợi chừng 10 phút đồng hồ dáng vẻ, Trần Khải liền lái xe, trực tiếp lái đến kỳ túc xá nữ sinh dưới lầu bởi vì là kỳ túc xá nữ sinh hắn một cái nam sinh không thể vào cho nên trực tiếp để lão mụ cùng tầng cá con đi lên tầng cá con đi lên phía trước còn nói lão trần vậy ngươi dưới lầu chờ một lát a à, để a di đi lên lầu giúp ta đổi một chút giường chiếu chăn mền chúng ta rất nhanh liền xuống đi các ngươi đi thôi ta vừa vặn cũng trở về kỳ túc xá nhìn một chút trần khải nói hảo tầng cá con cùng ly xuân mai một khối đi lên lầu vừa mới trở lại phòng ngủ chu lệ lệ cùng bội bội vừa muốn nói cá con ta nói ngươi tại sao vậy a à, cuối năm vừa tới liền vung thức ăn cho chó đúng không kết quả một giây sau liền thấy ly xuân mai cũng tiến vào lệ lệ cùng bội bội đều sửng sốt một chút tiếp đó kinh ngạc nói a di ngươi như thế nào cũng tới ly xuân mai cười nói không có việc gì đây không phải qua hết năm suy nghĩ cho cá con đổi một chút giường chiếu đổi một chút giường chiếu cá con nói như vậy ngươi năm sau dự định cùng chúng ta ở kỳ túc xá chu lệ lệ cùng bội bội đều hỏi nói đùa làm sao có thể a? Tần cá con một mực phủ nhận. Cái kia a di vừa mới nói thế nào? Hai người đang buồn bực đâu? Ly Xuân Mai liền giải thích một chút. Đây không phải suy nghĩ. Vạn nhất ngày nào đó hạ cái mưa a, có cái gì tình trạng đột phát, không tiện trở về, cần ở trường học qua đêm, cho nên đổi một chút ga giường cùng chăn mình, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. A là như thế này a, a di, vậy chúng ta giúp ngươi a. Không có việc gì. Chu lệ lệ cùng bội bội đều hỏi. Cá con, nhà các ngươi lão trần đâu? Còn tại dưới lầu chờ lấy lão trần nói hắn trở về túc xá chu lệ lệ trêu đùa hai câu may mắn chúng ta đây là kỳ túc xá nữ sinh nếu không ngươi cần phải đem các ngươi lão trần dẫn tới không thể ngươi là một phút cũng không thể rời bỏ nhà các ngươi lão trần tần cá con nhếch miệng sau đó nói cái gì a à, ta nào có còn nói không có ngươi nói lời này mặc kệ người khác tin hay không ngược lại ta là không tin bội bội ngươi đây bên cạnh bội bội cũng nói ta cũng không tin đồng thời lại nhìn một chút phòng ngủ những nữ sinh khác đại gia cũng rối rít, các ngươi đều không tin, vậy chúng ta cũng không tin. Tần cá con. Làm gì? Các ngươi đây là làm gì? Tấu chương xong. Chương 647, các ngươi đi thôi không cần phải để y đến ta. Trần Khải vừa mới dưới lầu đưa mắt nhìn lão mụ cùng tần nho nhỏ cá lên lầu, hắn liền trực tiếp quay người tiến vào kia túc xá nam sinh, thượng lâu, trở lại trong phòng ngủ, vừa trở về, liền thấy mấy cái bạn cùng phòng. Trần tự trắc mấy người bọn hắn, trực tiếp tới một cái ôm nhiệt tình, sau đó nói, lão đại, qua hết năm trở về thời gian dài như vậy không thấy có hay không nhớ chúng ta a à, đến đây đi mang đến ôm cút đi không chơi gay trần khải nói thẳng dựa vào lão đại ngươi như thế nào như thế vô tình a à, một cái ôm nhiệt tình không cho mặt mũi như vậy trần tử trác mở nói đùa chờ ngồi xuống về sau nói lại nói lão đại vừa mới chúng ta đều từ trên lầu thấy được dừng ở cửa túc xá chiếc xe kia là của ngươi sao thật là đẹp trai quá lạp phong trần khải cười cười hắn không nói gì, hắn danh nghĩa có một nhà 4S cửa hàng. Nghĩ thoáng xe gì mà nói, trực tiếp từ bên trong mở ra là được rồi, lại không cần đưa tiền, đây không tính là cái gì. Trần Tử Trác nói tiếp đi, đúng lão đại, ngươi xem qua năm đều hơn một tháng đi qua, bây giờ khai giảng, mới học kỳ, ngươi bảo hôm nay giữa trưa chúng ta có muốn ăn hay không cái cơm, kêu lên tẩu tử phòng ngủ một khối, đương nhiên, chủ yếu đem lệ lệ kêu lên. Ôi ôi ôi, bên cạnh mấy cái đều treo đùa hai câu. Ôi 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 cái rắm a ngươi trần tử trách trực tiếp trở về sạch hai câu hai người các ngươi độc thân cẩu sao trả nhân thân công kích đâu nhìn thấy bọn hắn lẫn nhau đấu chủy, trần khải bất đắc dĩ nở nụ cười nghĩ thầm mấy cái này hàng vẫn là như cũ đều nói qua sông lớn hơn một tuổi nhưng mà mấy người bọn hắn mãi cho đến tốt nghiệp đại học cũng đều là như cũ biến thì sẽ không biến mãi mãi cũng là ngây thơ như vậy bất quá hết lần này tới lần khác trần khải khá là yêu thích cùng người ngây thơ chơi so với trên xã hội những người kia tâm phức tạp lục đục với nhau vẫn là loại người này chân thành nhất. Hắn gật đầu một cái, sau đó nói, đi, vậy ta sớm cùng cá con nói một chút, lúc này mẹ ta giúp cá con đổi ra giường đâu. Trần Khải lấy điện thoại di động ra, tiếp đó cho tần cá con phát cái tin tức, nói một lần. Tần cá con lập mã trả lời thư, cốt lắm cốt lắm, không có vấn đề, cứ quyết định như vậy đi, giữa trưa cùng đi cửa trường học đối diện tiệm cơm ăn cơm đi, ngược lại nơi đó cũng không đắt, rất rẻ. Vậy ta cùng lệ lệ nói một chút. Tần cá con để điện thoại di động xuống về sau, lập tức liền cùng chu lệ lệ cùng bội bội nói lệ lệ bội bội lão trần vừa mới gửi tin cho ta nói chúng ta học kỳ mới vừa tới cùng đi cửa ra vào ăn một bữa cơm liền buổi trưa hôm nay được a à, ta không có ý kiến chu lệ lệ gật đầu bên cạnh bội bội có chút khó khăn không phải các ngươi cả đám đều có đôi có cặp để ta một cái độc thân cậu ở bên cạnh làm bóng đèn cái này thích hợp sao thật là không có nhân tính rồi a à, ta vẫn không đi tần cá con nói yên tâm đi không có chuyện gì lại nói cũng không phải chỉ có ngươi một cái bóng đèn, không kém ngươi cái này một cái. Bội bội nghe xong lời này, cũng là mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi biểu lộ, nghĩ thầm, ngươi đây là đang an ủi ta đây, vẫn là tại lửa cháy đổ thêm dầu A tầng cá con. Quả nhiên, ngươi là hiểu an ủi người. Đổi xong ga giường về sau, tầng cá con lập mã nói, A Di, ngươi chờ một lúc cùng chúng ta cùng đi cửa ra vào ăn cơm. Ly Xuân Mai nói, ta liền không đi theo tham gia náo nhiệt, các ngươi người tuổi trẻ vây quanh ở một khối tương đối có không khí, qua hết năm vừa tới, các ngươi cũng đã lâu không gặp, ta liền không phá hư bầu không khí. Ta đợi chút nữa đón xe trực tiếp đi trong nhà, cùng ngươi mụ mụ không phải hẹn xong, buổi chiều muốn cùng đi sân bay xin trả ngày sau, các ngươi đi thôi không cần phải để y đến ta. Tấu chương xong. Chương 648, chắc chắn là ta vừa mới mở ra phương thức không đối với. Tần cá con lập mã nói, không có chuyện gì a di, đều là người mình, không có quan hệ gì nha, mau đi đi. Tần cá con nghĩ ở trong lòng lấy. Không được, nhất định muốn thỉnh a di cùng nhau đi, nếu không, lộ ra chúng ta giống như rất không hiểu chuyện bộ dáng. Vậy làm sao có thể? Ta thế nhưng là muốn cho lão Trần Mụ Mụ lưu một cái ấn tượng tốt. Như vậy, tương lai A Di nhất định sẽ đối với ta càng ngày càng tốt, lão Trần thấy chúng ta hai cái chung đụng như thế hảo, về sau hắn chắc chắn cũng không dám khi dễ ta, hi hi hi. A Di thế nhưng là ta hộ thân phù đâu, cái này đùi, nhất định phải ôm. Buông lỏng không được một điểm. Thế là tần cá con tiếp tục thuyết phục, Thậm chí đều bày ra nũng niệu đại pháp, tiếp đó đối với Ly Xuân Mai nói, A Di, vang cầu ngươi ngươi theo chúng ta cùng nhau đi A. À. Tiếp đó cho bên cạnh Chu Lệ Lệ cùng bội bội ném đi cái ánh mắt. Hai người cũng rối rít nói, đúng vậy A A Di, cá con vừa mới nói không sai, cùng nhau đi A, à. giữa trưa ngay tại trường học chúng ta cửa ra vào đâu, cũng không xa, cửa ra vào chính là. Nhìn thấy tầng cá con nũng niệu, Ly Xuân Mai hô to có chút chịu không được, bất quá cuối cùng vẫn là nói, không được, A à, Di thì không đi được, các ngươi ăn các ngươi A. À ga giường giường chiếu cũng đã đổi xong, ta còn muốn đem những vật này đều mang về đâu. Các ngươi không cần phải để y đến ta. Ta để Trần Khải lái xe trước đưa ta trở về, tiếp đó trong nhà cùng ngươi mẹ chạm mặt, mẹ ngươi lúc nào giúp xong, chúng ta liền trực tiếp đi máy bay xin trả ngày. Tần cá con gật đầu một cái, cuối cùng nói, tốt a. À. Ai, vừa mới ta một phen khẩn cầu cùng nũng niệu đại pháp, ngần ấy tác dụng cũng không có chứ ta. Nhất định là ta mở ra phương thức không đối với. Vậy ta muốn hay không lại tiếp tục vung nũng niệu? nói không chừng vừa mới chỉ là phương thức không đối với làm không tốt lần này có tác dụng đối với nhất định là như vậy thử lại thử một lần a à. nói không chừng lần này a di nghe xong ta khuyên đáp ứng cùng chúng ta giữa trưa cùng nhau ăn cơm đâu là có khả năng a à. đối với tầng cá con nội tâm hoạt động rất phong phú tiếp lấy liền nói a di van cầu ngươi đi có hay không hảo a à. tầng cá con một bên làm nũng đồng thời kéo một chút ly xuân mai cánh tay cuối cùng ly xuân mai thật sự là không chống nổi chỉ có thể nói, tốt tốt tốt, thực sự là bắt ngươi không có cách nào, vậy cũng chỉ có thể dạng này. Thế là, ly Xuân Mai nói, A Di đáp ứng ngươi, buổi trưa hôm nay cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm, cái này cũng có thể đi. Hì hì, ta liền biết, A Di ngươi tối nghe lời ta, vậy thì vui vẻ như vậy quyết định. Giữa trưa chúng ta ăn chung cơm về sau, ta cùng Lão Trần cùng một chỗ tiễn đưa A Di ngươi trở về, đến lúc đó đâu, mẹ ta hẳn là cũng đã giúp xong, vừa vặn chúng ta tiễn đưa các ngươi đi sân bay đi máy bay A. À vừa mới quả nhiên là ta mở ra phương thức không đối với, lão Trần hắn mụ mụ đáp ứng giữa trưa cùng chúng ta cùng đi ăn cơm, chính là chứng minh tốt nhất. Hi hi hi, ta đã nói rồi, A à Di như thế sủng ta, làm sao có thể không đáp ứng ta nho nhỏ thỉnh cầu đâu. Đáng tiếc tin như vậy hái tràn diện, lão Trần không nhìn thấy, nếu không, ta lại có thể ở trước mặt hắn thật tốt đắc y một phen. Ha ha ha, lão Trần nếu là nhìn thấy, khẳng định muốn hâm mộ ta. Ta xem như bạn gái của hắn, thế mà so với hắn cái này đích thân nhi tử còn được sủng ái. Hắn khẳng định muốn ghen. Bất quá, nói đi thì nói lại, tại ta ba ba mụ mụ trước mặt, lão Trần gia đình địa vị cũng cao hơn ta nha, vậy chúng ta cũng coi như hòa nhau. A à Di, vậy chúng ta đi xuống lầu a, ta cùng lão Trần nói một tiếng, bây giờ cũng gần như đến giờ cơm. Tấu chương xong. Chương 649, thật là có thể nhà chúng ta cá con. Giữa trưa 11 điểm nhiều, Trần Khải cùng tầng cá con mấy người bọn hắn đi đến trường đối diện nhà hàng, gọi một vài món ăn. Tiếp đó ăn chung cơm trưa. Ăn Tết nghỉ đông cộng lại hơn một tháng thời gian xuống, thời gian dài như vậy không có gặp mặt. Đây là khai giảng học kỳ mới lần thứ nhất liên hoan. Đại gia tụ ở một khối, tại trong chén đổ nước chanh, không uống rượu. Tới, chúng ta cạn ly, ăn Tết đến bây giờ thời gian dài như vậy không gặp, không thể thật tốt đụng một ly sao. Các ngươi nói có đúng hay không? Tần cá con chủ động mở miệng nói, tiếp đó dơ lên cái ly trước mặt. Tần cá con thế nhưng là không khí hiện trường tổ, mặc kệ tại trường hợp nào phía dưới, đều đảm nhiệm bầu không khí tổ nhân vật những người khác cũng đều nhao nhao gật đầu cũng bao quát ngồi ở một bên chu lệ lệ cùng bội bội còn có trần khải mụ mụ ly xuân mai cạn ly đụng phải một ly về sau ly xuân mai trong lòng lẩm bẩm con cá con này tính cách thật sự chính là tốt cùng trần khải tên tiểu tử thúi này quả thực là thiên nam địa bắc trên trời cùng dưới đất khác nhau tiểu tử thúi này trước đó đã cảm thấy hắn không nói nhiều nhất là kể từ tốt nghiệp cao trung về sau trong khoảng thời gian này cảm giác so trước đó ít lời hơn rõ ràng tuổi còn trẻ mười mấy tuổi niên kỷ, hẳn là khai lãng nhiệt tình niên kỷ, hết lần này tới lần khác một bộ vẻ ông cụ non. Ta còn tại lo lắng, thời gian dài mà nói, dạng này chiếu cố sẽ không không tốt lắm a, à, bất quá có cá con bồi bên cạnh, trong lòng ngược lại buông lỏng nhiều. Người cũng phải cần kéo theo, cùng hạng người gì tại một khối thời gian dài, cũng sẽ bị mang thành hạng người gì. Hảo, rất tốt a, à, cá con ta thực sự là càng xem càng ưa thích. Ngay tại vừa rồi trong vòng một phút, Ly Xuân Mai tâm ly hoạt động vô cùng phong phú. Ngay sau đó, liền chủ động mở miệng đối với tầng cá con nói, cá con, ngươi cho a di rót một ly nước trái cây A, à. kế tiếp cái ly này, a di chủ động cùng các ngươi chạm thử. Tốt. Tầng cá con ngoan ngoãn gật đầu, tiếp đó rót một chén nước trái cây cho Ly Xuân Mai. Ly Xuân Mai chủ động bưng lên nước trái cây, tiếp đó nói với mọi người, bọn nhỏ, lúc sau Tết liền nghe nhà chúng ta tiểu trần còn có cá con thường xuyên nói với ta, mấy người các ngươi khiến cho bọn hắn tại đại học bằng hữu tốt nhất. Phía trước chúng ta cũng đã gặp, cũng ăn chung cơm hy vọng các ngươi về sau thật tốt ở chung, các ngươi biết không? Đại học thời đại tình hữu nghị mới là trân quy nhất. A Di bây giờ nói lời nói, các ngươi có thể còn không hiểu rất rõ, nhưng mà rất nhiều năm về sau hiểu ra đứng lên, các ngươi hẳn là có thể đã hiểu, không có cái gì so thời còn học sinh hữu tình trân quy hơn. Đến đây đi, cái ly này nước trái cây A Di mời các ngươi. Ly Xuân Mai khẽ mỉm cười, sau đó đem trong chén nước trái cây uống xong. Tần cá con vừa mới uống một ngụm, khóe miệng hơi dương lên. A Di vừa mới lúc nói chuyện, giống như dùng nhà chúng ta cá con cùng tiểu trần. Giống như tại lão trần hắn mụ mụ trong lòng, đã đem ta xem như chính nhà mình một phần tử. Hi hi hi, ta có chút vui vẻ. Không biết lão trần trong lòng bây giờ là nghĩ gì. Tần cá con cắn cái chén, nghiêng đầu một chút, sau đó nhìn trần khải, lão trần, ngươi vừa mới đang suy nghĩ gì đấy, có vẻ giống như mất thần. Trần khải hiểu y nở nụ cười, hắn nói, không có việc gì. Kỳ thực hắn vừa mới nội tâm hoạt động là như vậy. Lão mụ cũng là thật là có thể nhà chúng ta cá con câu nói này, nói thật đúng là càng ngày càng thuần thục a. À. Có thể có thể. Trần Khải bất đắc dĩ nở nụ cười, tấu chương xong. Chương 650, hai người các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ăn cơm trưa không sai biệt lắm về sau, Ly Xuân Mai nửa đường tiếp một chiếc điện thoại, là từng cá con mụ mụ Dương Hiểu Tuệ gọi điện thoại tới. Xuân Mai tỷ, ta chỗ này đã giúp xong, ngươi nơi đó cũng không có việc gì đi. Chúng ta sân bay chạm mặt A, à, ta bây giờ không sai biệt lắm sắp tới. Hảo vậy ta bây giờ liền đi qua vừa rồi bồi cá con cùng tiểu trần bọn hắn đồng học một khối ăn cơm đây ly xuân mai trả lời cúp điện thoại về sau ly xuân mai mở miệng nói cá con nhi tử vậy các ngươi ở đây ăn cơm đi mẹ đã ăn no rồi vừa mới cá con mụ mụ gọi điện thoại nói nàng đã giúp xong bây giờ tại đi phi trường trên đường ta cũng gần như nên đi qua miễn cho để cá con mụ mụ chờ ta thời gian dài như vậy tần cá con lập mã nói a di ngươi mới đã ăn bao nhiêu liền ăn no chưa nếu không thì nhiều hơn nữa ăn một điểm A, không có việc gì, ta cùng mẹ ta nói một tiếng, để nàng đến sân bay về sau chờ thêm một chút, không có quan hệ. Khá lắm, tần cá con thật không hổ là thân nữ nhi A, quá hiếu thuận. Trần Khải ở bên cạnh nghe xong cũng nhịn không được muốn cười, ít nhiều có chút không kềm được. Còn tốt tần cá con mụ mụ bây giờ không có ở bên cạnh, bằng không thì, ít nhiều có chút hoài nghi nhân sinh A, cái này áo bông nhỏ, thỏa đáng hở. Tính toán, nếu không thì vẫn là ta đi tiễn đưa một chút lão mụ A, nàng cũng không tới ma đều mấy lần đối với nơi này cũng bất thái thục tất y theo mẹ tính cách đánh ra thuê đoán chừng là không bỏ được cảm thấy quá đắt đau lòng tiền làm không cẩn thận muốn ngồi xe buýt nhưng nàng lại chưa quen thuộc nơi này lộ đoán chừng còn muốn nhỉu khẽ quấn trần khải lúc này nói ta cũng ăn no rồi mẹ ta lái xe đưa ngươi đi sân bay a à. gặp trần khải muốn đi tiễn đưa ly xuân mai đi sân bay ngồi ở bên cạnh tầng cá con cũng lập mã liền nói lão trần ngươi phải lái xe đi sân bay ta cũng muốn đi chung với ngươi tiễn đưa a à di trần khải bất đắc dĩ cười nghĩ thầm tần cá con thật đúng là đủ dính người chỉ là lái xe đưa lão mụ đi một chút sân bay mà thôi trước trước sau sau cũng không phí bao nhiêu thời gian căng hết cỡ cũng liền mười mấy phút cách nơi này cũng không phải rất xa trần khải nói không có việc gì ngươi ở nơi này ăn cơm đi ta rất nhanh sẽ trở lại lão trần như thế nào không để ta cùng hắn cùng đi a à, ta cũng nghĩ đi a à. hu hu ta muốn đi ta nhất định phải đi ta tần cá con cũng không phải loại kia phu quản nghiêm, nói đùa cái gì. Còn lại là ngay trước lệ lệ cùng bội bội mặt, vậy ta thì càng nên tìm trở về một chút mặt mũi của ta. Chờ lấy xem đi. Tần cá con ở trong lòng đặc biệt ngoan thoại, nhưng mà há miệng, lập mã liền tốc độ ánh sáng như xe bị tụt xích. Nàng nói thẳng, lão Trần, ngươi đi đi, ta ở đây ăn cơm, chờ ngươi trở về, nhớ kỹ nhanh lên A. Không đối với, vẫn là chậm một chút A, trên đường chú y an toàn. Đùng đùng đánh mặt, Tần cá con cảm giác mặt mình thật đau, còn tốt không có người có thể nghe được tiếng lòng của nàng, nếu không, cần phải cơ hờ tết cười nàng không thể. Ngồi ở bên cạnh Chu lệ lệ cùng Bội Bội, hai người bọn họ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng không nhịn được ở trong lòng nói, cá con thật là có thể a, à, vừa rồi nhìn nàng nói muốn cùng Trần Khải cùng nhau đi sân bay lời kia thời điểm, thái độ kiên định như vậy, ta còn tưởng rằng cứng đến bao nhiêu khí đâu, không nghĩ tới thời điểm then chốt vẫn là túng, Tần cá con không hổ là cái phu quản nghiêm màng cuối a. À liền cái này còn cả ngày lẫn đêm không thừa nhận, ngươi không phải phu quản nghiêm, ai là A. Chu lệ lệ cùng bội bội ánh mắt cùng ánh mắt, tần cá con cũng chú ý tới. Nàng lập mã liền nói, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta không phải là phu quản nghiêm. Ác chủ bài chính là một cái giò số ngồi vào, tấu chương xong.